Tại sao biết như vậy? Ta nhập môn giải thoát xuất sanh quảng đại hỷ quang minh này. Nghĩ nhớ Đức Tỳ Lô Giá Na Như Lai thành đẳng chánh giác, thuở xưa tu Bồ Tát hạnh thảy đều thấy rõ. Này thiện nam tử, thuở xưa lúc làm Bồ Tát, Đức Thế Tôn thấy tất cả chúng sanh chấp ngã, ngã sở, trụ nhà tối kiêu minh, vào rừng rậm kiến chấp, bị tham ái trói buộc, bị giận hờn làm hư, bị ngu si làm loạn, bị bỏng sẻn ganh ghét tràn rịch, nên sanh tử luân hồi bần cùng khốn khổ, chẳng gặp được chư Phật Bồ Tát. Thấy như vậy rồi khởi lòng đại bi lợi ích chúng sanh, những là khởi tâm nguyện được tất cả diệu bủ tư cụ nhiếp lấy chúng sanh, khởi tâm nguyện tất cả chúng sanh đều được đầy đủ vật tư sanh không thiếu thốn, với tất cả sự rời tâm chấp trước, nơi tất cả cảnh giới không tâm tham nhiễm, nơi tất cả sở hữu không tâm tiếc nối, nơi tất cả quả báo không tâm hy vọng, nơi tất cả vinh hảo không tâm khen chuộng, nơi tất cả nhân duyên không tâm mê hoặc, khởi tâm quán sát pháp tánh chân thiệt, khởi tâm cứu hộ tất cả chúng sanh, khởi tâm thâm nhập tất cả pháp, khởi tâm trụ bình đẳng đại từ đối với tất cả chúng sanh, khởi tâm thực hành phương tiện đại bi đối với tất cả chúng sanh, khởi tâm làm lộng đại pháp che khắp chúng sanh, khởi tâm chày kim cang đại trí phá tất cả núi chướng phiền não của tất cả chúng sanh, khởi tâm làm cho tất cả chúng sanh tăng trưởng hỷ lạc, khởi tâm nguyện tất cả chúng sanh rốt ráo an lạc, khởi tâm tùy chỗ muốn tất cả chúng sanh mà mưa tất cả của báo, khởi tâm dùng phương tiện bình đẳng thành thục tất cả chúng sanh, khởi tâm làm cho tất cả chúng sanh đầy đủ thánh tài, khởi tâm nguyện tất cả chúng sanh rốt ráo đều được thập lực trí quả. Khởi tâm như vậy rồi, ta được Bồ Tát lực hiện đại thần biến khắp pháp giới hư không giới, ở trước chúng sanh mưa tất cả vật tư sanh, tùy sở thích của chúng sanh đều được toại ý, đều làm cho họ hoan hỷ, chẳng hối chẳng tiếc, chẳng xen chẳng dứt. Dùng phương tiện này nhiếp khắp chúng sanh giáo hóa thành tục, đều làm cho họ ra khỏi khổ nạn sanh tử, chẳng cầu báo đáp, rửa sạch tâm bủ của tất cả chúng sanh, làm cho họ sanh khởi đồng một thiện căn với tất cả chư Phật, thêm điểm lớn phước đức nhất thiết trí. Bồ Tát niệm niệm thành thục tất cả chúng sanh như vậy, niệm niệm nghiêm tịnh tất cả cõi Phật, niệm niệm vào khắp tất cả pháp giới, niệm niệm thảy đều khắp hư không giới, niệm niệm vào khắp tất cả tam thế, niệm niệm thành tựu trí điều phục tất cả chúng sanh, niệm niệm hằng chuyển tất cả pháp luân, niệm niệm hằng dùng đạo nhất thiết tí lợi ích chúng sanh, niệm niệm khắp tất cả thế giới ở trước các chúng sanh, tận vị lai kiếp hiện tất cả Phật thành đẳng chánh giác, niệm niệm khắp tất cả thế giới tất cả kiếp tu Bồ Tát hạnh chẳng sanh hay tưởng, những là vào khắp tất cả thế giới hải quảng đại, trong tất cả thế giới chủng, những ranh giới các thế giới, những trang nghiêm các thế giới, những thể tánh các thế giới, những hình trạng các thế giới, những phân bố các thế giới, hoặc có thế giới quế mà kim tịnh, hoặc có thế giới tịnh mà kim quế, hoặc có thế giới một bề tạp quế, hoặc có thế giới một bề thanh tịnh, hoặc nhỏ hoặc lớn, hoặc thô hoặc tế, hoặc nghi hoặc nghiêng, hoặc úc hoặc ngửa. Trong tất cả thế giới như vậy, niệm niệm tu hành những hạnh Bồ Tát, nhập Bồ Tát vị, hiện Bồ Tát lực, cũng hiện tất cả thân Phật tam thế, tùy tâm chúng sanh khiến biết thấy khắp cả. Này thiện nam tử, Tỳ Lô Giá Na Như Lai, lúc tu hành hạnh Bồ Tát như vậy, thấy các chúng sanh chẳng tu công đức, không có trí huệ, chấp ngã ngã sở vô minh che chướng, chẳng chánh tư duy, vào các tà kiến, chẳng biết nhân quả, thuận phiền não nghiệp, sa vào hầm sâu hiểm nạn sanh tử, thọ đủ vô lượng những sự khổ, khởi tâm đại bi, tu đủ tất cả ba la mật hạnh, vì các chúng sanh mà tán dương thiện căn kiên cố, cho họ an trụ xa rời khổ nghèo cùng sanh tử, siêng tu pháp trợ đạo phước trí, vì họ mà nói những môn nhân quả, vì họ mà nói nghiệp báo chẳng trái nhau, vì họ mà nói chỗ chứng nhập của pháp, vì họ mà nói tất cả chúng sanh hiểu biết và muốn thích, và nói tất cả quốc độ thọ sanh, khiến họ chẳng dứt tất cả Phật chủng.
khiến họ thủ hộ tất cả Phật giáo, khiến họ rời bỏ tất cả các ác, lại vì họ mà tán dương pháp trợ đạo xu hướng nhất thiết trí, khiến các chúng sanh hoan hỷ, khiến hành pháp thí nhiếp khắp tất cả, khiến họ phát khởi hành nhất thiết trí, khiến họ tu học đạo ba la mật của chư đại Bồ Tát, khiến họ tăng trưởng những thiện căn hải thành nhất thiết trí, khiến họ đầy đủ tất cả thánh tài, khiến họ được nhập muôn tự tại của Phật, khiến họ nhiếp thụ vô lượng phương tiện, khiến họ quán thấy oai đức của Như Lai, khiến họ an trụ Bồ Tát trí huệ. Thiện tài thưa, Đức Thánh phát tâm vô thượng Bồ Đề đã bao lâu? Dạ, thần nói: Này thiện nam tử, việc này khó tin, khó hiểu, khó vào, khó nói. Tất cả thế gian và hàng vị thừa đều chẳng biết được, chỉ trừ thần lực của Phật gia hộ. Thiện hữu nhiếp thọ, chứa thắng công đức, chí nguyện thanh tịnh, không tâm hạ liệt, không tâm tạp nhiễm, không tâm xiểm khúc, được tâm trí quang minh khắp soi sáng, phát tâm diêu ích khắp các chúng sanh, tâm mà tất cả phiền não dẫn đến chúng ma không phá hoại được, khởi tâm quyết thành tựu nhất thiết trí, tâm chẳng thích tất cả sự vui sanh tử, có thể cầu tất cả diệu lạc của chư Phật, có thể diệt tất cả khổ não của chúng sanh, có thể tu công đức của tất cả Phật, có thể quán thật tánh của tất cả pháp, có thể đủ tất cả tính giải thanh tịnh, có thể siêu tất cả nước độc sanh tử, có thể nhập tất cả trí hải của Như Lai, có thể quyết định đến pháp thành vô thượng, có thể dũng mãnh nhập cảnh giới Như Lai, có thể mau chóng đến địa vị chư Phật, có thể liền thành tựu sức nhất thiết trí, có thể ở nơi thập lực đã được rốt ráo. Người như vậy ở nơi đây có thể trì, có thể nhập, có thể rõ. Tại sao vậy? Vì đây là cảnh giới trí huệ của Như Lai, tất cả Bồ Tát còn chẳng biết được, huống là những chúng sanh khác. Nhưng nay ta do quay lực của Đức Phật, muốn khiến chúng sanh điều thuận đáng được quá độ, ý họ mau thanh tịnh, muốn khiến chúng sanh tu tập thiện căn, tâm họ được tự tại, nên theo chỗ hỏi của ngươi mà ta tuyên nói. Bấy giờ, dạ thần khai phu nhất thiết thọ hoa, muốn tuyên lại nghĩa này, quán sát cảnh giới của tam thế Như Lai mà nói kệ rằng: Phật tử ngươi đã hỏi, cảnh giới Phật rất sâu, nan tư sát trình kiếp, nói đó chẳng thể hết, chẳng phải tham sân si, kiêu mạn phiền não che. Những chúng sanh như vậy, biết được Phật diệu pháp, chẳng phải bọn xẻn ganh, xiểm khúc những nghĩ trược, nghiệp phiền não che đậy, mà biết được Phật cảnh, chẳng phải chấp quẩn xứ và chấp thân hữu lậu, người kiến đảo tưởng đảo, biết được Phật giác ngộ, Phật cảnh giới tịch tịnh, tánh tịnh rời phân biệt, chẳng phải chấp ba cõi, biết được pháp tánh này, sanh nơi nhà chư Phật, được chư Phật thủ hộ, người trì Phật pháp tạng, cảnh giới của trí nhãn, gần gũi thiện tri thức, mến thích pháp bạch tịnh, xuyên cầu chư Phật lực, nghe pháp này hoan hỷ, tâm tịnh vô phân biệt, dường như thái hư không, đèn trí huệ phá tối, cảnh giới của người này, dùng ý đại từ bi, che khắp các thế gian, tất cả đều bình đẳng. Cảnh giới của người này, quan hỷ tâm vô trước, tất cả đều xả được, bình đẳng thí chúng sanh. Cảnh giới của người này, tâm tịnh rời các ác, rốt ráo không hối hận, thuận hành chư Phật giáo. Cảnh giới của người này, biết rõ pháp tự tánh, nhẫn đến các nghiệp chủng, tâm họ không động loạn. Cảnh giới của người này, dũng mãnh siêng tinh tấn, an trụ tâm bất thối, siêng tu nhất thiết trí. Cảnh giới của người này, tâm họ tịch tịnh trụ tam muội, rốt ráo thanh lương không diệt não, đã tu nhân nhất thiết trí hải, là giải thoát của người chứng ngộ, khéo biết tất cả tướng phân biệt, thâm nhập vô biên môn pháp giới, độ khắp quần sanh không sót thừa, là giải thoát của bậc trí huệ, rõ tánh chân thiệt của chúng sanh, chẳng chấp tất cả biển hữu lậu, như bóng hiện khắp trong tâm thủy, là giải thoát của người chánh đạo, từ nơi tất cả tam thế Phật, phương tiện nguyện chủng mà xuất sanh, tận những kiếp sát sinh tu hành, là giải thoát của bậc phổ hiền, vào khắp tất cả môn pháp giới, đều thấy mười phương dẫn sát hải,
cũng thấy trong đó kiếp thành hoại, mà tâm rốt ráo vô phân biệt trong những di trần của pháp giới, đều thấy Như Lai ngồi đạo thọ, thành tựu bồ đề độ quần sanh là giải thoát của vô ngại nhãn. Ngươi ở vô lượng đại kiếp hải, thân cận cúng dường thiện tri thức, vì lợi quần sanh cầu chánh pháp, nghe rồi ghi nhớ không quên sót. Tỳ lô giá na cảnh rộng lớn, vô lượng vô biên chẳng thể suy, ta thừa Phật lực nói với ngươi, cho ngươi thâm tâm càng thanh tịnh. Này thiện nam tử, thở xưa quá thế giới hải di trần số kiếp, có thế giới hải tên là Phổ Quang Minh Chân Kim Ma Ni Sơn. Trong thế giới hải này, có Phật xuất hiện hiệu là Phổ Chiếu Pháp Giới Trí Huệ Sơn. Tịch Tịnh Quay Đức Dương. Này thiện nam tử, lúc Đức Phật ấy tu hạnh Bồ Tát, nghiêm tịnh thế giới hải đó. Trong thế giới hải đó có thế giới di trần số thế giới chủng. Mỗi thế giới chủng có thế giới di trần số thế giới. Mỗi thế giới đều có Như Lai xuất thế. Mỗi Như Lai diễn nói thế giới di trần số Tu Đa La. Mỗi Tu Đa La thọ ký cho Phật sát di trần số Bồ Tát, hiện những thần lực, nói những pháp môn độ vô lượng chúng sanh. Này thiện nam tử, trong thế giới hải Phổ Quang Minh Chân Kim Ma Ni Sơn có thế giới chủng tên là Phổ Trang Nghiêm Tràng. Trong thế giới chủng ấy có thế giới tên là Nhất Thiết Bửu Sắc Phổ Quang Minh, thể chất bằng hiện nhất thiết quá Phật ảnh Ma Ni Dương, hình như thành quách cõi trời. Hạ tế làm bằng hiện nhất thiết Như Lai đạo tràng ảnh tượng Ma Ni Dương, an trụ trên biển Nhất Thiết Bửu Hoa. Thế giới ấy tịnh quế lẫn lộn. Trong thế giới này có Tu Di Sơn Di Trần số tứ thiên hạ. Chính giữa có một tứ thiên hạ tên là Nhất Thiết Bửu Sơn Tràng. Tứ thiên hạ ấy, mỗi thiên hạ ngang dọc đều một dạng do tuần, mỗi thiên hạ đều có một dạng thành lớn. Trong Diêm Phù Đề ấy có một dương đô tên là Kiên Cố Diệu Bửu Trang Nghiêm Dân Đăng, một dạng đại thành trải rác bao quanh. Thời kỳ người Diêm Phù Đề thọ mạng vạn năm, có vua tên là Nhất Thiết Pháp Âm Diêm Mãn Cái, có 500 đại thần, 6 vạn tỷ nữ, 700 dương tử. Những dương tử này đều đoan chánh, dũng kiện, có oai lực lớn. Đức vua ấy có oai đức ban bố cấp Diêm Phù Đề, không có kẻ oán địch. Thế giới ấy lúc kiếp sắp tận có năm tứ trược phát khởi, nhưng chúng thọ mạng ngắn ngủi, của cải thiếu thốn, thân hình xấu xí, nhiều khổ ít vui, chẳng tu thập thiện, chuyên làm nghiệp ác, giận gây quỷ nhục nhau, làm quyến thuộc người xa lìa, ganh ghét hạnh phúc của người, kiến chấp tà dậy, tham cầu phi pháp. Do nhân duyên ấy nên mưa gió bất thường, lúa mạ chẳng tốt, vườn tược cây cối khô cằn, nhân dân đói kém, nhiều bệnh tật, tản cư bốn phương không biết nương tựa vào đâu, nên đều đến ở quanh dương đô số đông đến trăm ngàn vạn ức. Do tiếng kêu gào, hoặc giơ tay, hoặc chắp tay, hoặc cúi đầu, hoặc quỳ gối, hoặc nhảy nhót, đầu tóc rối tung, y phục rách rưới, da thứa nhăn đứt, mặt mắt mất thần, đồng hướng về cung vua kêu gian rằng: Đại vương, đại vương, chúng tôi ngày nay nghèo cùng đói rách, bệnh tật khốn khổ, không chỗ nương tựa, không biết kêu cứu vào đâu, chúng tôi đồng về nương với đại vương. Đại vương là bậc nhân từ trí huệ, chúng tôi mong được đại vương ban cho an lạc, ban cho sự sống. Xin đại vương thương xót chúng tôi, nhiếp thọ chúng tôi. Đại vương là bửu tạng, là cầu đò, là đường xá, là thuyền bè, là hòn đảo châu báu, là tài lợi, là thiên cung của chúng tôi. Nhà vua nghe lời kêu than của dân chúng, liền được trăm vạn vô số muôn đại bi, nhất tâm tư duy phát khởi mười thứ đại bi ngữ. Một là thương thay chúng sanh sa vào khổ lớn sanh tử không đấy, ta phải làm cách nào để cứu họ, cho họ an trụ nơi bậc nhất thiết trí. Hai là thương thay chúng sanh bị bức ngặt bởi phiền não, ta phải làm cách nào cứu hộ họ, cho họ an trụ nơi tất cả nghiệp lành. Ba là thương thay chúng sanh bị khủng bố bởi sanh lão bệnh tử, ta phải làm cách nào cho họ về nương, cho họ vĩnh viễn được thân tâm an lạc. Bốn là
thương thay chúng sanh thường bị thế gian đại chúng làm ngặt làm khiếp, ta phải làm thế nào hỗ trợ họ, cho họ an trụ đạo nhất thiết trí. Năm là thương thay chúng sanh không có trí nhãn, thường bị thân kiến nghi làm che đậy, ta phải dùng phương tiện gì cho họ mau giải quyết kiến chấp. Sáu là thương thay chúng sanh thường bị si tối làm mê lầm, ta phải làm thế nào để làm đèn sáng cho họ soi thấy thành nhất thiết trí. Bảy là thương thay chúng sanh thường bị sang tật xiểm cuốn làm dơ đục, ta phải thế nào để khai hiểu họ cho họ chứng được pháp thân thanh tịnh. Tám là thương thay chúng sanh mãi trôi chìm trong biển lớn sanh tử, ta phải vớt đưa họ thế nào cho họ được lên bờ bồ đề. Chín là thương thay chúng sanh các căn can cường có điều khó phục, ta phải điều ngự họ thế nào cho họ được đầy đủ thần lực của Phật. Mười là thương thay chúng sanh như kẻ mù lòa chẳng thấy đường xá, ta phải dẫn dắt họ thế nào cho họ được vào cửa nhất thiết trí. Nói như thế xong, Đức Vua truyền đánh trống ban lệnh: Nay Đức Vua bố thí khắp tất cả chúng sanh, tùy theo nhu cầu đều làm cho đầy đủ cả. Vua lại ban lệnh cho tất cả thành trong Diêm Phù Đề và các tụ lạc đều khai kho chẩn tế. Những là vàng bạc, lương thực, y phục, thuốc men, đồ dùng, giường ghế, nhà cửa, châu báu, xe cộ, lụa là, gấm vóc đều đem bố thí. Nhận đến Đức Vua có thể sẽ xả thí cung điện, vợ con, dương vị, da thịt, tay chân, môi răng, miệng lưỡi, mũi tai, đầu mắt, tâm can, tỳ phế. Phía đông của Dương Đô có cổng tên là Ma Ni Sơn Quang Minh. Ngoài cổng thành ấy có hội trường bố thí rộng rãi, bằng phẳng, trống trải, rất bậc trang nghiêm, đều là quả báo do tịnh nghiệp của Bồ Tát. Trong thí hội này có tòa sư tử, đất bằng 10 thứ báo, lan can 10 thứ báo, 10 thứ cây báo bao quanh, dưới là kim can bửu luân, dùng tất cả thứ báo làm tượng long thần cầm bửu vật để trang sức hội trường, tràn phan bày hàng, lưới báo giăng che, vô lượng thứ hương luôn phất mùi thơm di diệu, hàng lụa báo đẹp trải giăng khắp nơi, trăm ngàn âm nhạc luôn hòa tấu, lại có bửu cái thường phóng vô lượng bửu quang minh như vàng diêm phù đàn hực hở thanh tịnh. Những anh lạc bửu linh hằng phát ra âm thanh di diệu khuyên các chúng sanh tu hành nghiệp lành. Lúc đó Đức Vua ngự tòa sư tử, hình dung đoan chánh đủ những tướng tốt, thân na la diên không hư hoại, tánh hiền thiện, tài pháp hai thứ đều tự tại, biện luận vô ngại, trí huệ siêu phàm, trị nước không ai trái mạng lệnh. Bấy giờ vô lượng vô số chúng sanh trong Diêm Phù Đề đua nhau đến hội trường bố thí này, thấy Đức Vua ngự trên tòa sư tử, đều cho là người đại trí đại phước, là bậc đủ đức đủ hạnh đủ nguyện, là nhà đại thí chủ. Nhà vua thấy những người đến cầu xin, liền sanh lòng bi mẫn, lòng hoan hỷ, lòng tôn trọng, lòng thiện hữu, lòng quảng đại, lòng tương tục, lòng tinh tấn, lòng bất thối, lòng thí xã, lòng châu biến. Lòng hoan hỷ trong giây lát của nhà vua khi thấy những người đến xin còn hơn sự khoái lạc trong trăm ngàn ức na do tha kiếp của Đao Lợi Thiên Vương, Dạ Ma Thiên Vương, Đâu Xuất Đà Thiên Vương, nhẫn đến hơn cả sự vui tịch tịnh trong bất khả thuyết kiếp của Tịnh Cư Thiên Vương. Này thiện nam tử, ví như có người nhân từ hiếu hữu gặp loạn lạc, cha mẹ vợ con huynh đệ tỷ muội đều thất lạc, tình cờ được đoàn tụ đông đủ, thời sự vui mừng biết ngần nào. Lòng hoan hỷ của nhà vua khi thấy những người đến cầu xin cũng như vậy. Này thiện nam tử, nhà vua ấy nhờ thiện tri thức nên được tăng trưởng tri giải và chí nguyện đức Phật Bồ Đề, các căn thành tựu, tính tâm thanh tịnh hoan hỷ viên mãn. Tại sao vậy? Vì nhà vua là bậc Bồ Tát siêng tu, các công hạnh cầu nhất thiết trí, nguyện được lợi ích tất cả chúng sanh, nguyện được Bồ Đề vô lượng diệu lạc, rời bỏ tất cả những tâm bất thiện, thường thích chứa nhóm tất cả thiện căn, thường nguyện cứu hộ tất cả chúng sanh, thường thích quán sát đạo trí huệ, thường ham tu hành pháp nhất thiết trí, làm thỏa mãn nguyện vọng của tất cả chúng sanh, vào biển lớn công đức của tất cả Phật, phá tất cả núi ma, nghiệp quật chướng, tùy thuận giáo hạnh của tất cả Như Lai,
thực hành đạo nhất thiết trí vô ngại, đã có thể thâm nhập dòng nhất thiết trí, tất cả pháp lưu thường hiện tiền, đại nguyện vô tận làm đại trượng phu, trụ pháp đại nhân, chứa nhóm tất cả tạng lành phổ môn, lìa tất cả chấp, chẳng nhiễm tất cả cảnh giới thế gian, biết các pháp tánh dường như hư không, với những người đến sinh xem như con một, xem như cha mẹ, xem là phước điền, xem là khó được, xem là ân nhân, xem là chỗ bền chắc, xem là thầy, là Phật, chẳng chọn xứ sở, chẳng lừa chủng tộc, chẳng phân hình mạo, tùy theo chỗ muốn của họ, nhà vua vẫn một tâm từ bi bình đẳng vô ngại, cung cấp đầy đủ cho tất cả. Người cầu lương thực, thời cho lương thực, người xin y phục, thời cho y phục, người xin vàng bạc, thời cho vàng bạc. Nhẫn đến những người cầu xin xe cộ, ruộng vườn, nhà cửa, voi ngựa, châu báu, phan lộng, hương hoa, quyến thuộc, vân vân, nhà vua đều cấp cho tất cả. Trong thí hội này có trưởng giả nữ tên là Vũ Quang Minh, cùng 60 đồng nữ câu hội, hình dung đoan chánh đẹp lạ, mọi người thích thấy da màu chân kim, tóc và mắt màu xanh biếc, thân phát mùi thơm, miệng diễn phạm âm, bổ y thượng diệu trang nghiêm tinh thân, thường có lòng tầm quý, chánh niệm chẳng loạn, đầy đủ quay nghi, cung kính sư trưởng, thường nhớ thuận hành công hành chi diệu tầm thâm, những pháp đã nghe ghi nhớ chẳng quên, thiện căn đời trước chảy nhuần nơi tâm, thanh tịnh quảng đại dường như hư không, khắp an lợi chúng sanh, thường thấy chư Phật cầu nhất thiết trí. Bấy giờ nàng Vũ Quang Minh cách đức vua không xa, chắp tay đảnh lễ, tự nghĩ rằng tôi được lợi lành, nay tôi được thấy bậc thiện tri thức nơi nhà vua. Nàng nghĩ là đại sư, là thiện tri thức, là đủ từ bi, là hay nhiếp thọ. Tâm nàng chánh trực rất vui mừng, liền cởi anh lạc, dâng lên vua mà nguyện rằng: Ni đại dương này làm chỗ nương cho vô lượng vô biên chúng sanh mê tối, nguyện ngày sau tôi cũng như vậy. Như đại dương đây, những pháp đã biết, thừa đã theo, đạo đã tu, sắc tướng đã đủ, tài sản đã có, chúng hội đã nhiếp, vô biên vô tận, khó hơn khó hoại, nguyện ngày sau tôi đều được như vậy. Đức vua đây sanh ở đâu, tôi đều theo sanh nơi đó. Đức vua biết nàng ấy phát tâm như vậy nên bảo rằng: Này đồng nữ, tùy ý nàng muốn ta đều cấp cho. Tất cả sở hữu nay ta đều xả cả, cho các chúng sanh đều được đầy đủ. Nghe Đức vua nói, nàng Vũ Quang Minh rất quan hỷ tính tâm thanh tịnh, liền nói kệ ca ngợi Đức vua. Thuở xưa thành lắp này, lúc chưa có đại dương, không có mảy may vui, dường như xứ ngạ quỷ, chúng sanh sát hại nhau, cướp trộm và dâm dật, lưỡng thiệt nói dối trá, lời thô ác vô nghĩa, tham lam tài vật người, sân hận lòng độc ác, tà kiến làm điều quấy, chết rồi đọa ác đạo. Bởi những chúng sanh này bị ngu si che đậy, ở trong điên đảo kiến, trời ít khi ban lành, vì không mưa phải mùa, ngũ cốc đều chẳng mọc, cỏ cây nhiều khô héo, sông suối cũng khô cạn, lúc chưa có đại dương, sông ao đều khô cạn. Thay chết chật trong giường, nhìn đó như đồng quang, đại dương lên ngôi báu, rộng cứu những quần sanh, mây mát che tám phương, khắp nơi đều mưa xuống, đại dương cai trị dân, dứt hết những ngược ác, hình ngục đều dẹp bỏ, kẻ côi cùng được an. Ngày trước các chúng sanh thường tàn sát lẫn nhau, uống máu và ăn thịt, nay đều sanh lòng từ. Ngày trước các chúng sanh nghèo cùng thiếu y phục, dùng cỏ tự che thân, gầy xấu như ngạ quỷ, khi đại dương trị gì, lúa tốt tự nhiên sanh, trong cây sanh y phục, nam nữ đều xinh đẹp. Ngày trước người tham lam phi pháp lấn đoạt nhau, nay thời đều giàu đủ, như khu vườn đế thích. Ngày trước người làm ác, dâm dật sanh tham nhiễm, vợ người và đồng nữ cùng săn bức lẫn nhau, nay thấy vợ con người xinh đẹp trang sức khéo, mà lòng không nhiễm trước, giống như trời tri túc. Ngày trước các chúng sanh nói dối chẳng chân thiệt, phi pháp không lợi ích, nịnh hót lấy lòng người, nay tất cả mọi người đều bỏ lời nói ác, lòng họ rất nhu nhuyến, lời nói cũng điều thuận. Ngày trước các chúng sanh
làm nhiều hạnh tà vậy? Chắp tay cung kính lại những trâu bò heo dê nay theo pháp của vua tỏ ngộ trừ tà kiến, biết rõ báo khổ vui, đều từ nhân duyên khởi. Đại dương diễn diệu âm, người nghe đều vui mừng. Âm thanh của Thích Phạm tất cả không bằng được đại dương những bửu cái ở cao trên không trung, cán bằng ngọc lưu ly, trùm bằng lưới mani, linh vàng tự nhiên phát, tiếng Phật rất hòa nhã, tuyên dương pháp di diệu, diệt trừ chúng sanh mê. Kế lại rộng diễn thuyết, mười phương các cõi Phật trong tất cả những kiếp, Như Lai và quyến thuộc, và lại thứ đệ nói quá khứ mười phương cõi, và trong quốc độ đó tất cả các Như Lai, lại phát tiếng diệu âm khắp cõi Diêm Phù Đề, nói rộng về nhân thiên, những nghiệp làm sai khác. Chúng sanh nghe tiếng này, tự biết những hạnh nghiệp, bỏ ác riêng tu hành, hồi hướng Phật Bồ Đề. Dương Phụ Tịnh Quang Minh, Dương Mẫu Liên Hoa Quang, thuở ngũ trược xuất hiện ở ngôi trị thiên hạ. Bấy giờ có giường rộng, giường có 500 ao, mỗi ao ngàn cây lớn, trên cây đầy những hoa. Ở trên bờ ao ấy xây dựng nhà ngàn cột, lan can rất trang nghiêm. Không gì là chẳng đủ, mạc thế khởi ác pháp, nhiều năm chẳng có mưa, sông ao đều khô cạn, cỏ cây cũng héo rũ. Bảy ngày trước vua sanh, trước hiện tướng linh thoại, người thấy đều nghĩ rằng bực cứu thế sẽ hiện. Bấy giờ vào giữa đêm, đại địa động sáu cách, có một ao bửu hoa quang minh như trời sáng. Trong giường 500 ao đầy nước bát công đức, cây khô đều đâm chồi, hoa lá đều tươi tốt, nước ao đã đầy tràn, chảy lan tất cả xứ, khắp cả cõi Diêm Phù, không đâu chẳng nhuần ướt. Dược thảo và cây cối, trăm thứ lúa đậu thảy, nhánh lá bông trái hột, tất cả đều sum suê. Rãnh mương và gò nõng, những nơi cao và thấp, tất cả những chỗ ấy tự nhiên bằng phẳng cả, gai gốc cát sỏi thảy. Bao nhiêu những tà quế đều ở trong một niệm, biến thành những ngọc báo. Chúng sanh thấy sự này hoan hỷ mà ca ngợi, đều nói mình được lợi, như khát uống nước ngọt. Bấy giờ vua Quang Minh cùng vô lượng quyến thuộc xe giá đồng du ngoạn, đi xem khắp khu vườn. Trong số 500 ao có ao tên Khánh Hỷ, trên ao có pháp đường, phủ dương ngự nơi đây. Tiêm Dương bảo phu nhân, ta nhớ 7 ngày trước giữa đêm đất chấn động, trong đây phát ánh sáng. Bấy giờ trong ao đó một bông sen ngàn cánh, sáng như ngàn mặt nhật, trói đến đảnh Tu Di, cộng hoa bằng kim can, đài hoa vàng Diêm Phù, cánh hoa bằng những báo, diệu hương làm nhụy tua. Đức vua sanh trên hoa, ngồi kiếp già đoan can, trang nghiêm với tướng hảo, thiên thần đều cung kính. Tiêm Dương rất hoan hỷ, tự vào ao ẩm lên, đem trao cho phu nhân, bà nên mừng được con. Liền đó tạng báo hiện, cây báo sanh diệu y, thiên nhạc tấu mỹ âm, sung mãn trong hư không. Tất cả các chúng sanh đều sanh lòng hoan hỷ, chắp tay khen hy hữu. Đấng cứu thế ra đời, thân vua phóng quang minh, chiếu khắp cả mọi nơi, làm cho tứ thiên hạ hết tối trừ bệnh tật, dạ xoa tỳ xá xà, độc trùng các ác thú, những thứ muốn hại người tất cả đều ẩn trốn. Tiếng xấu và thất lợi, tai họa cùng bệnh tật, tất cả khổ đều diệt, mọi người đều hoan hỷ. Phàm là chúng sanh loại xem nhau như cha mẹ, bỏ ác sanh lòng lành, chuyên cầu nhất thiết trí, đóng bích các ác thú, mở bảy đường nhân thiên, tuyên dương đạo trí huệ, độ thoát các quần sanh. Chúng tôi thấy đại dương được những lợi lành lớn, làm cho người cô cùng tất cả đều an lạc. Bửu Quang Minh đồng nữ nói kệ ca ngợi vua nhất thiết pháp âm viên mãn cái, rồi đi nhiễu vô lượng dòng, cung kính đảnh lễ, chắp tay đứng qua một bên. Đại dương bảo đồng nữ, lành thay, đồng nữ có thể tin biết công đức của người khác, sự ấy rất là hy hữu. Này đồng nữ, tất cả chúng sanh chẳng thể tin biết công đức của người khác. Này đồng nữ, tất cả chúng sinh chẳng biết báo ân,
không có trí huệ, tâm họ trược loạn, tánh chẳng sáng tỏ, vốn không chí lực lại thối thất sự tu hành. Những người như vậy chẳng tin, chẳng biết thần thông trí huệ và công đức của Bồ Tát và chư Phật. Nay đồng nữ quyết định cầu đến Bồ Đề, biết được công đức của Bồ Tát như vậy, người sanh trong Diêm Phù Đề này phát tâm dũng mãnh, nhiếp khắp chúng sanh, công chẳng uổng bỏ. Rồi đây, người cũng sẽ thành tựu công đức như vậy. Đức vua khen đồng nữ xong, tự tay cầm bửu y vô giá, trao cho đồng nữ và quyến thuộc của đồng nữ, mà bảo từng người rằng, ngươi mặc y này. Các đồng nữ quỳ gối, hai tay lãnh y để trên đầu rồi mới mặc. Mặc y xong, đồng hữu nhiễu quanh đức vua. Trong những bửu y đó phát ra quang minh tất cả tinh tú. Mọi người thấy thế đều nói rằng, các đồng nữ này đều đoan chính như sao sáng trong đêm tốt trời. Này thiện nam tử, thuở xưa đó vua Nhất Thiết Pháp Âm Viên Mãn Cái chính là Đức Tỳ Lô Giá Na Như Lai hiện nay vậy. Quang Minh Dương thuở xưa đó nay là Tịnh Phạn Dương. Liên Hoa Quang Phu Nhân nay là Maha Maya Phu Nhân. Bửu Quang Minh đồng nữ chính là thân ta đây. Những chúng sanh được đức vua dùng pháp tứ nhiếp để nhiếp thọ, nay đây là những Bồ Tát bất thối chuyển trong pháp hội này. Hoặc bậc sơ địa dẫn đến bậc thập địa, đủ đại nguyện, nhóm trợ đạo, tu diệu hạnh, đủ trang nghiêm, được thần thông, trụ giải thoát, nay ở trong hội này, ở nơi những cung điện diệu pháp. Chủ dạ thần khai phu nhất thiết thọ qua, muốn truyền lại nghĩa giải thoát này, vì thiện tài đồng tử mà nói kệ rằng: ta có quảng đại nhãn, thấy khắp cả mười phương, trong tất cả sát hải, ngũ thú luân hồi thảy, cũng thấy chư Phật đó ngồi dưới cội Bồ Đề, thần thông khắp mười phương, thuyết pháp độ chúng sanh. Ta có thanh tịnh nhĩ, nghe khắp tất cả tiếng, cũng nghe Phật thuyết pháp, hoan hỷ tinh thọ trì. Ta có tha tâm trí, không hai không chướng ngại, có thể trong một niệm biết rõ tất cả tâm. Ta được túc mạng trí, biết được tất cả kiếp, thân mình và người khác phân biệt đều rõ ràng. Khoảng một niệm ta biết sát hải di trần kiếp, chư Phật và Bồ Tát, chúng sanh trong ngũ đạo. Nhớ biết chư Phật kia tối sơ phát đại nguyện, nhẫn đến tu các hạnh, mỗi mỗi đều viên mãn. Cũng biết chư Phật kia thành tựu Bồ Đề Đạo, dùng các môn phương tiện vì chúng chuyển pháp luân. Cũng biết chư Phật kia có bao nhiêu thừa hải, chánh pháp trụ lâu gần, chúng sanh độ nhiều ít. Ta trong vô lượng kiếp tu tập pháp môn này, nay ta vì ngươi nói Phật tử phải siêng học,